Chào tất cả các bạn, em là Bùi Đình Hiếu, một số phiên là 1861072. Nên xin trình bày về tập số 10, đó chính là trong một ứng dụng kết nối hai bộ vi điều khiển PIC1687, tùy chọn tần số và nguồn dao động trong hoặc ngoài qua UART, dùng đường truyền RS232, giao thức 9600 bps, 8 bit dữ liệu, một stop, không kiểm tra chẵn lẻ, yêu cầu cụ thể như sau. Trên bộ vi điều khiển 1 có nút run, nối với RD0, nút stop, nối với RD1 và một led đơn, tên gọi status, nối với RD2. Trên bộ vi điều khiển 2 có một led đơn, tên gọi blink, được nối với RE0. Nhấn run để nhấp nháy led blink, sáng 1 giây, tắt 1 giây, liên tục. Nhấn stop sẽ tắt led blink. Led status sáng khi led blink đang nhấp nháy và khi led blink tắt. Trạng thái của led status được hồi tiếp từ vi điều khiển 2 về vi điều khiển 1. Yêu cầu là viết chương trình cho vi điều khiển 1 và viết trình cho vi điều khiển 2. Đây là cái mạch mà em đã mô phỏng từ trước. Đây là lưu đồ. Lưu đồ thì đầu tiên là chúng ta phải khai báo thư viện chân cấu hình port. Tiếp theo là khai báo thông số cổng RS232, đặt trạng thái ban đầu của hai led. Tiếp theo chúng ta set các điều kiện, set các trường hợp. Trường hợp nhấn nút run, nếu như cái điều kiện này đúng thì nó sẽ xuất ra dữ liệu gửi là bằng một, led blink nhấp nháy. Nếu điều kiện này sai, để set tiếp điều kiện tiếp theo đó chính là nhấn stop. Điều kiện này đúng thì nó sẽ xuất ra dữ liệu gửi bằng 0, led blink tắt. Nếu điều kiện này sai thì sẽ sang điều kiện tiếp theo, đó chính là dữ liệu hồi tiếp. Nếu như đúng thì status sáng, còn sai thì led status tắt. Qua phần code. Phần code thì đầu tiên thì khai báo thư viện con pic 1687. Khai báo thạch anh, khai báo thông số của RS232 đó chính là bao bằng 9600 pin C6, RCP bằng pin C7. Khai báo các nút nhấn là nút run, stop, status cho các chân như là chân D0, D1, D2. Khai báo dữ liệu gửi, dữ liệu nhận. Chương trình chính thì đầu tiên ta sẽ check D là khai báo chân D để điều khiển vi điều khiển 1. Output low là trạng thái ban đầu. Output low status là trạng thái ban đầu của con led là tắt. Ta dùng vòng lặp while chu là set là if KB hit bằng bằng 1 là để ta set là giá trị nhận bằng giá trị được gửi tới, là dữ liệu nhận bằng getC. Rồi ta xét trường hợp nếu như dữ liệu nhận bằng H, có nghĩa là bằng 2 á, dữ liệu nhận là 2 thì sẽ xuất ra là output 2 status. Còn ngược lại thì nếu như dữ liệu nhận bằng L, bằng bằng L thì có nghĩa là output low status. Rồi ta sẽ xét các trường hợp nút nhấn với mệnh lệnh else if input run bằng bằng 0. Delay 20 ms. Nếu khi ta nhấn nút run thì dữ liệu gửi sẽ được gắn là giá trị bằng 1. Có nghĩa là trường hợp dữ liệu gửi bằng 1 thì sẽ thì cái con led nó sẽ sáng. Ngược lại thì khi bấm stop thì ta sẽ gắn dữ liệu gửi bằng 0. Khi đó thì dữ liệu gửi bằng dữ liệu gửi sẽ bằng 0 thì led sẽ tắt. Rồi tôi qua con code của video khiển thứ hai. Thì đầu tiên ta cũng khai báo như video khiển 1, khai báo thư viện thạch anh, khai báo thông số RS232. Rồi ta khai báo ngoài ra là con red ở của led là ở pin E0. Chương trình chính ta khai báo chân E là chân xuất dữ liệu.
dùng mòn là Y2, upload là upload là hiển thị tắt. Nếu cả bị hit bằng bằng một thì ta sẽ gọi một trình gọi cái biến từ đầu. Ở trong biến từ đầu đó thì dữ liệu nhận sẽ bằng getC. GetC nếu như dữ liệu bằng không. Nếu như dữ liệu nhận bằng không thì nó sẽ xuất ra output low push CL, và khi này là cái led tắt. Led tắt delay 1 giây. Sau đó sẽ go to từ đầu, lại set lại từ đầu. Sẽ cho vòng lặp. Nếu như KB hit bằng bằng 1 thì nó sẽ go to từ đầu và bắt đầu set cho lúc nãy. Rồi output toggle led là đảo trạng thái blink. Đảo trạng thái blink là trạng thái từ 0 sang 1 là khi đèn nhấp nháy. Còn delay 1 giây. Nếu dữ liệu bằng bằng 1 thì nó sẽ xuất ra là H. Xuất ra H là như bên này ta đã nói, thì nếu như dữ liệu xuất ra là H thì nó sẽ là output 2, khi đó đèn sáng. Còn nếu như là L thì output low, khi đó đèn tắt. Rồi ta go to lặp. Rồi ta chạy thử chương trình. Không bị lỗi. Rồi chương trình thứ hai. Rồi đây là mạch mô phỏng sử dụng hai con pick màu sọ S887. Các chân điều khiển là chân R, các chân RD0, RD1, RD2. Rồi con xuất là RE0. Rồi bây giờ mình sẽ nhập code vào. Rồi khi ta ấn nút run thì đèn blink sáng. Blink sáng nhấp nháy. Nhấp nháy là đồng thời này, status sẽ sáng theo kiểu chuyển dữ liệu hồi tiếp. Rồi khi ta nhấn stop. Stop thì đèn đèn blink tắt. Sau đó thì đèn sẽ status sẽ theo cái dữ liệu hồi tiếp. Thì tiếp truyền vô vị điều khiển 1, sau đó nó sẽ điều khiển status tắt theo. Rồi, đây là phần trình bày của mình.